Tỉnh Thanh Hóa vừa họp thống nhất kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 7 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức 75 điểm thi dự kiến có khoảng trên 40.000 thí sinh dự thi. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Thanh Hóa tổ chức thi tuyển sinh chung cho khối công lập, dân tộc nội trú và chuyên Lam Sơn vào các ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6. Toàn tỉnh Thanh Hóa có 86 hội đồng trong thi, 88 điểm thi với trên 38.500 thí sinh dự thi. Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu 100% cán bộ và thí sinh khai báo y tế, chuẩn bị phương án dự phòng phòng thi, cán bộ coi thi, bổ sung trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.